trốn vợ đi đánh bia, cả nhóm bỏ chạy tán loạn khi vợ bạn ôm con tới tận nơi để tìm. Mới đây thì một video trốn vợ đi chơi đã khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi. Cụ thể thì một nhóm các anh trai đam mê bộ môn chọc banh đang chơi rất hăng say thì từ ngoài cửa, một người phụ nữ hùng hổ bước vào, trên tay còn ẵm theo một đứa bé. Cứ tưởng là sẽ như các clip khác, chị vợ bỏ con lại cho chồng trông rồi đi không quay đầu lại. Thế nhưng trong clip này, người phụ nữ lại có hành động chất hơn nước cất. Rồi, mày xong rồi. Cứu tôi, trời ơi. Không chỉ chồng mà ngay cả bạn chồng cũng bỏ chạy tán loạn, thậm chí còn có phần hăng hơn người bị vợ tấn. Chắc cũng là người có nhiều kinh nghiệm đây. Video này đã khiến các chị em hả hê và like hết mình cho sức mạnh vũ lực của chị vợ. Tuy nhiên, nó cũng làm cháy lên nhiều tranh cãi. Trường hợp này chứng minh cho con nói vợ tao cả xóm nó còn sợ chứ riêng đâu gì tao. Nếu tao trong tình huống đó thì tao sẽ bỏ ăn chơi, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để rồi bỏ vợ cưới con khác. Cho hỏi rồi ai đền tiền à, em sợ nhất là loại như này. Phụ nữ vậy thì chịu rồi, quán xá người ta làm ăn. Ai bảo lấy vợ là vui là hạnh phúc. Tuy nhiên một số người cũng bênh vực cho rằng làm gì thì cũng nên biết chừng mực, đừng để vợ nó phải cư xử như thế. Trên video thời điểm trích xuất là 19:07, bà vợ có nói là đi suốt từ sáng đến giờ chưa về. Phải tôi thì tôi bắt quỳ vỏ sầu riêng nha. Còn bạn nghĩ như thế nào về hành động của người vợ trong video này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.